Okay, hôm nay giới thiệu cho các bạn về cái di tích lịch sử Ngõ Ba Vòng. Ba Vòng thì cái đường này là đường Dương Công Phi, còn đường bên này đường này là Nguyễn Văn Bứa. Cái này chạy hướng này là quốc lộ 22, chạy lên đây thì chạy xuống dưới đó, dưới kia là chạy hướng Long An. Còn đây cái đường này thì chạy lại đây để quạch xuống đây là quốc lộ 1A và đi. Cái này người ta họ chơi thì ta thể dục Ngõ Ba Vòng đưa cái niệm này. Cái này thua, không có vô được. Ngõ Ba Vòng này thật ra nó là cái trường bắn của thực dân Pháp năm 1940, thì đây là trường bắn của Pháp. Thì ở đây thì chỗ cái cách mạng nước bị trở sự tại đây là tay này bị dân cư đang dạy và thì ngay giờ bị trở sự này rồi. Thank you.
vậy ta, muốn vô ấy cũng không biết gặp là vô rồi. Bỏ tay tưởng là buổi chiều người ta mở cửa cho vô chứ, thôi không ai cho biết được ha. Rộng, khá rộng. Video dài rồi, ngưng ha.